Ngày 19 tháng 3, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc cho bé tử vong sau khi được gửi tại nhóm trẻ tư thục trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh về vụ việc cho biết, ngày 17 tháng 3, em A sinh năm 2019 được gia đình đưa đến gửi tại một nhóm mầm non tư thục trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đến khoảng 14 giờ 15 phút chiều cùng ngày, cô giáo gọi em dậy để chơi cùng các bạn thì thấy em có biểu hiện lạ đi. Sau đó, giáo viên nhóm trẻ tư thục đã liên hệ với gia đình đến và gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa nông nghiệp, nhưng em đã tử vong sau đó. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong của em gái. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an bàn giao thi thể em cho gia đình lo hậu sự.